Chiều ngày 8 tháng 2 năm 2018, Hòa Thượng Vinh Liêm, Quỹ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Phó Ban Trị sự tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Cù Là Mới, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức phát 100 phần quà cho bà con nghèo là dân tộc Khmer trên địa bàn xã. Quang Lâm chứng minh tham dự có Hòa Thượng Vinh Lung, Quỹ viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại đức Châu Hoài Thái, Quỹ viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện chủ trương của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Quỹ viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ người nghèo và cận nghèo vui xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Hòa Thượng Vinh Liêm đã vận động các Phật tử, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tổ chức phát 100 phần quà cho bà con nghèo là người dân tộc Khmer trên địa bàn, gồm các nhu yếu phẩm, gạo, mì, nước tương, dầu ăn, mỗi phần quà trị giá khoảng 250.000 đồng. Được biết, bà con trên địa bàn đa số là hộ nghèo, cận nghèo, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, làm thuê mướn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thật ý nghĩa với bà con, góp phần chia sẻ hỗ trợ bà con đón Tết Nguyên đán an lành, ấm áp. Nghĩa cử này như một lời chúc đến bà con vui xuân đón Tết an lành, sang năm mới nhiều sức khỏe, chí thú làm ăn, sớm vươn lên thoát nghèo.